Kìa chưa mua kìa. Hiện gì? Ẩn. Ẩn cái hiện gì? Mua đâu nè? À, đâu? Rồi. Nay xem video mà delay lay luôn, đang xem chờ nãy giờ. Delay 40 giây mà. Chứ mày không có like trên Discord này biết đường nào đâu, biểu hiện gì nãy giờ chờ hoài không thấy đâu. Mình xem trên la trên chờ nãy giờ sao mà kêu sao lâu dữ người ta. Các cái đen đen đâu cả. Rồi. Đang đi like, đang delay. Ok, giờ mình rút đấy anh em ơi. Tinh 8 này, tinh 8 này. Đó, tinh 8 giá hơn 1 triệu mấy anh em, 1 triệu rưỡi nè. Anh em xem, không biết là mình xem mình chậm hơn. Bao nhiêu đây anh em? Phòng chắc 10, 10. Đủ 8. Không ra 90 canh nha. Nó bị làm sao nhỉ? Phòng chắc 8 anh em à. Rồi, tiếp tục. Thôi mình chuyển thành một cái nha. 8 này. Để cho Huyền Tinh mấy xem Huyền Tinh mấy đấy. Huyền Tinh 8 anh. Huyền 8 đúng rồi. Có 2 viên Huyền Tinh 8 với mấy. Đúng rồi. Hơi buồn tí. Gặp tiếp đi. Số đã dậy rồi. Huyền Tinh 8 thì thấy hơi buồn rồi này. Nhưng mà cũng cố gắng cho. Tại vì là mất viên Huyền Tinh rồi. Mất viên tinh hơn 1 triệu rồi mà ép ra bao nhiêu phải ép thôi, nhân phẩm cả. Đang rẹt anh em à, nói chung là đang hồi hộp lắm anh em. Trưởng thành nhé, em trưởng thành rồi anh, em trưởng thành rồi. 30 kim nha anh em, đồ em ép rồi, biết bao nhiêu đây. Gì đây anh em ơi? Lên không à? Nặng anh em ơi, nặng. Vì tao tắt kịp nghe tiếng mày. Nặng nè. Xem này. Ừ, khúc qua bên này anh em ơi. Nặng anh em ơi. Trời. Rồi, 37 ta, đồ áo dưới người ta. Đồ phẩm chất. Trời ơi, nghĩ sao phẩm 8 này nó có 37 ta. 37 à anh em ơi. Đồ. À cái đầu. Lạ kỳ. Quá nhỏ luôn. Chung là cái này nhiều khi ép cũng khó hiểu thiệt nè. Má phun Huyền Tinh 8 phút viên 8 thị tinh. Chia buồn với anh em rồi. 8 thị tinh phun tất cả vẫn xịt không hiểu được. Hết đường. Lúc 8 đập 8 mà ra 37 thì à cái đào nhỏ chắc của mình hơi buồn rồi anh em. Quá nhỏ, nói chung là ép ra cái đao này quá nhỏ. Không anh em nào nói hết em ơi, anh ơi. Đâu không, anh em im hết rồi. Nhỏ quá đen, chung là quá đen. Chung là quá đen này, đao này quá đen. Sao anh em lại im hết rồi anh em ơi? Đồ quá ít buồn. Nhất phải 4 mấy anh em, người trong đội ít nhất phải 47 luôn nè. Quá nhỏ. Rồi, quá nhỏ cho anh Tâm Thánh anh em ơi. Nói chung thì ép thì một phần là ép chỉ có 37 điểm đó. Ừ, công thức thì không biết sao nhưng mà hơi ảo nè, hơi ảo.